thiện ác thiện là tâm ý thiện lành làm điều lợi lạc cho người cho ta ác là lòng dạ xấu xa tạo nhân khổ sở cho ta cho người thiện là việc ác tránh xa việc lành cố gắng tạo ra thiện lành ác là trộm cắp sát sinh tà dâm nói dối rành rành ác nhân ác là tham dục hận sân ác là ngu dốt không phân chánh tà thiện lành bác ái bao la thiện là trí sáng hiểu ra sự tình thiện là đoạn diệt vô minh không còn ác ý thật tình thiện nhân thiện ác hai Thiện là cố ý làm lành, tránh xa làm ác, trở thành thiện nhân. Ngu si tham dục hận sân, cố tâm làm ác là nhân ác tà. Có khi ác ở thân ta, sát sinh trộm cắp, dâm tà ác nhân. Thiện lành cũng ở nơi thân, tránh ba cái ấy là nhân thiện lành. Có khi lời nói sang manh, cố tình dối trá trở thành ác ngôn cũng từ lời nói tâm hồn hướng về chân thật thiện ngôn đã thành mỗi khi phiền não khởi sanh hướng về tham dục là thành ác tâm đoạn trừ tham dục âm thầm hướng về ly dục thì tâm thiện lành khi nào sân hận khởi sanh hướng về người khác tâm lành đã tan từ bi hỷ xả tỏa lan thiện tâm hướng đến vô vàng chúng sinh vô minh tà kiến nơi mình hoài nghi phóng dật cũng sinh ác tà đoạn trừ phiền não ngộ ra khổ nguyên nhân khổ ấy là thiện tâm tuệ tri diệt hết lỗi lầm vô minh tan biến thật tâm thiện lành thập thiện ác cội nguồn thiện ác nơi tâm phước lành hay tạo lỗi lầm từ đây hai đường tạo tác dựng xây khổ đau hạnh phúc từ ngay tâm mình ác là sát hại sinh linh không lòng thương xót hữu tình khổ đau thiện là cứu độ lẫn nhau hộ trì bảo vệ trước sau an lành ác là trộm cắp sật sành không cho mà lấy thì thành ác nhân thiện là bố thí ban ân cho người là tạo phước ân cho mình ác là tình tứ rập rình vợ chồng người khác với mình tà dâm thiện là đoạn dục lỗi lầm không tà dâm cũng không tầm dục tham ác là lời nói dối sang chuyện không nói có có thì nói không thiện thì chân chánh thật thà nói lời lợi ích thật thà không sai ác là xui khiến người ta nói lời chia rẽ bất hòa với nhau thiện là hòa hợp trước sau nói lời mà khiến cho nhau hoài hòa ác là thêm chuyện nhỏ to nói cho người khác phải thò tội ra thiện là khuyến khích người ta chuyện to thành nhỏ giải hòa với nhau ác là nói những lời đau nói lời độc ác cho nhau khổ sầu thiện là giảng nói pháp màu Nói lời hiền thiện, khổ sầu tiêu tan Ác là phóng vật buông lung Đắm say ngũ dục vô cùng tham lam Thiện là đoạn dục ly tham Chánh tâm, chánh trí, không ham dục trần Ác là ghen ghét hận sân Ghét người nhưng lại yêu thân vô cùng Thiện là hỷ xả bao dung Từ bi lân mẫn như cùng một thân ác là tốt xấu chẳng phân chánh tà không tỏ muôn phần ngu si thiện là chánh trí tuệ tri đoạn trừ hết sạch ngu si não phiền cũng là tâm trí hiện tiền không tu thì ác hiển nhiên tỏ bày tu tâm thì thiện sinh ngay thiện sinh ác diệt tâm này phải tu